quên. Không biết ha, đây là tôi về chùa
Tam Đôn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình tới đây mình review đồ cho các bạn xem. Lớn với dưỡng à, hỏi à, tay lớn với nha, tay lớn à, mà nấy cụ mà những cụ gặp ta cái nát đặt cái mùa phai cho mọi người vậy, cụ đặt hai lần không vậy, nấy cụ gặp vẹt ta cái nát hai trăm phần, lò tay lớn cái đó đây, để cho một trang trí bóng đèn lại, đây trang trí bóng đèn lại bạn ha, cụ trường đấy, qua chuyện này nói à. Mày à?